Cộng đồng quốc tế vẫn đang tích cực viện trợ cho Afghanistan sau thảm họa động đất hôm 22 tháng 6, khiến hơn 2.500 người thương vong. Tuy nhiên, 3 ngày sau thảm họa, hiện vẫn có hàng ngàn người dân nước này không có đủ lương thực, nước uống và cả nơi trú ẩn. Trong hôm qua, Liên Hợp Quốc đã gấp rút gửi hàng tấn hàng cứu trợ, gồm liều trại và các đồ dùng thiết yếu gia đình đến Afghanistan. Ngoài ra, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới cùng triển khai một đội ngũ nhân viên làm nhiệm vụ sắp xếp nơi trú ẩn cho những người vô gia cư. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đã gửi 27 tấn hàng cứu trợ gồm liều, túi ngủ, chăn và chiếu ngủ trên hai chuyến bay tới Afghanistan. Nhiều nước khác, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE cũng đang hoàn tất kế hoạch chuyển hàng cứu trợ tới Afghanistan. Chính quyền Taliban cho biết Afghanistan hiện không có đủ thuốc men để điều trị cho những người bị thương sau thảm họa động đất và cần nguồn viện trợ y tế cũng như các nhu yếu phẩm rất lớn. Trong khi đó, theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, trẻ em và thanh niên ở Afghanistan đang là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì các em có nguy cơ bị tách khỏi gia đình và gặp phải các vấn đề về tâm lý cũng như bị lạm dụng và bốc lột sau thảm họa động đất vừa xảy ra.